Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và may mắn. Super Dragon Hero là một bộ phim quảng cáo game, nhưng bộ phim cũng giúp cho những người hâm mộ Dragon Super xem giải trí trong khi bộ anime đang tạm thời bị gián đoạn. Dragon Ball Super Hero đang dần bước vào những tình tiết gay cấn khi sức mạnh của hạt giống vũ trụ đã bắt đầu cho thấy đây là một mối nguy hại cho toàn bộ vũ trụ. Trước đây, Hurst đã từng nói rằng nhờ vào hạt giống vũ trụ, hắn sẽ tạo ra một vũ trụ hoàn toàn mới sau khi tiêu diệt được King Zeno và xóa sổ mọi thứ. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Những điều hạt giống vũ trụ có thể làm đã cho chúng ta thấy nó thật sự đáng sợ hơn rất nhiều. Với sức mạnh của hạt giống vũ trụ đã hoàn thiện ở mức cao nhất, dường như ước muốn của Hurst là nằm trong tầm tay hắn ta. Điều đó có nghĩa là đây là rắc rối cực lớn dành cho Goku và các chiến binh Z trong việc bảo vệ vũ trụ thứ 7. Hurst đã thoát ra khỏi cái vỏ bọc với một sức mạnh mới, sức mạnh diệt thần God Slayer được hoàn thiện bởi hạt giống vũ trụ. Hurst đã thử nghiệm sức mạnh diệt thần mới bằng cách dễ dàng tiêu diệt Zamasu bất tử một cách dễ dàng và nhanh chóng, khiến cho các chiến binh của vũ trụ thứ 7 và kể cả đại thiên sứ Daishinkan cũng hết sức kinh ngạc. Goku, Hit, Jiren thực sự là một trong những chiến binh mạnh nhất trong tất cả các vũ trụ tham gia giải đấu sức mạnh. Nhưng sức mạnh kết hợp của họ chưa đủ để hạ gục Hurst trong trạng thái God Slayer. Hurst bắt đầu tấn công nhóm chiến binh Z và tỏ ra cực kỳ tự tin với sức mạnh hiện tại. Dường như nguồn sức mạnh mới này mang lại cho Hurst những khả năng vô cùng lớn. Hắn có thể đọc được suy nghĩ và cử động đối thủ. Chỉ với một chiêu, hắn đã đánh bay Jiren và Hit và dùng Gravity Final tấn công team Goku khiến cả nhóm không thể chống cự nổi. Tuy nhiên, ngay lúc cấp bách thì Goku gợi ý cùng Vegeta hợp thể. Nhờ thế, chiến binh Gogeta đã xuất hiện sẵn sàng chiến đấu với Hurst. Vậy là sau một thời gian dài vắng bóng, hợp thể Gogeta đã xuất hiện trở lại trong sự háo hức của các fan hâm mộ. Dành cho bạn nào đọc chưa biết, Gogeta là hình thái kết hợp của Goku và Vegeta sau khi họ trình diễn phép lưỡng long nhất thể Fusion Dance. Sở hữu sức mạnh khủng khiếp nên có phần cao ngạo, nhìn chung anh mang đậm phong thái của Vegeta nhiều hơn là Goku. Đã lâu lắm rồi người hâm mộ Dragon Ball mới lại trông thấy phép hợp thể Fusion Dance để tạo thành Gogeta kể từ lần cuối xuất hiện trong Dragon Ball Super bộ phim Broly. Thường thì trong các trận chiến gần đây của Son Goku và Vegeta, họ sẽ sử dụng bông tai Botara của Kaioshin để hợp nhất trở thành Vegito. Tuy nhiên, trong trận chiến này, Kaioshin không có xuất hiện kịp và giúp họ có thể sử dụng bông tai Botara, đồng thời với khả năng diệt thần của Hurst sẽ rất dễ dàng tiêu diệt một Kaioshin và khiến kế hoạch hợp thể bị tan biến. Ngoài ra, khi một Kaioshin bị giết, thần hủy diệt cũng sẽ tự động chết theo. Đây có thể sẽ là một trong những lý do chính khiến Son Goku và Vegeta buộc phải sử dụng điệu nhảy Fusion Dance để trở thành Gogeta, mặc dù Vegeta khá ghét nhảy nhót. Bên cạnh Gogeta, nhiều người hâm mộ cho rằng Daishinkan cũng có thể sẽ tham gia cuộc chiến chống lại Hurst. Ban đầu, Daishinkan có thể không lo lắng. Tuy nhiên, sau khi thủ lĩnh của nhóm Cold Area hấp thụ sức mạnh của hạt giống vũ trụ, Hurst bắt đầu nhận được sự chú ý của Daishinkan. Bạn nghĩ gì về sức mạnh diệt thần của Hurst và trận chiến sắp tới giữa Gogeta và Hit thì hãy để lại ý kiến ở phần dưới bình luận nhé.